Vậy là sau rất nhiều hình ảnh hé lộ này nọ thì cuối cùng Toyota cũng đã cho ra mắt chiếc SUV cao cấp xa xỉ nhất của họ đang tạm được gọi là Century SUV, với định vị là một chiếc siêu sang gầm cao, cạnh tranh với ông hoàng của thế giới xe gầm cao xa xỉ high-end là Rolls-Royce Cullinan. Và mặc dù giá bán ở thị trường Nhật là khá mềm trong ngoặc kép khoảng 25 triệu yên, cỡ 1/2 giá của chiếc Cullinan, nhưng sự đặc thù của cái tên Century khiến cho mọi giấc mơ sở hữu chiếc xe gầm cao high-end này trở nên vô cùng xa vời. Thực tế thì ngay cả với chiếc Century Sedan, hãng xe Nhật cũng giới hạn con số sản xuất của mỗi tháng là khoảng 50 chiếc, dù quá trình sản xuất không thực sự quá cầu kỳ và phức tạp tới vậy. Thật khó để chối cãi cảm hứng thiết kế, đặc biệt là nhìn ngang thân xe và phía đuôi, được học tập từ chiếc Cullinan. Ngoài ra thì phần đèn 2 tầng của chiếc Century SUV cũng gợi nhớ tới hình ảnh của những chiếc Genesis GV80 mới ra mắt thời gian gần đây. Tuy vậy thì cảm giác lực lưỡng không khí cổ điển, sự uy quyền bao trùm là một không khí rất dễ nhận ra ở trong thiết kế của chiếc Century SUV. Và tôi tin chắc rằng rất nhiều người yêu thích phong cách xe kiểu Toyota Land Cruiser sẽ cảm thấy bị thuyết phục bởi hình ảnh của chiếc SUV siêu sang vừa ra mắt. Về mặt kích thước thì có một chút so sánh khi chúng ta đặt cạnh chiếc SUV hạng sang cỡ lớn là Mercedes GLS. Chiếc Century SUV có kích thước tổng thể nhỏ hơn một chút và trục cơ sở thì thua thiệt khá nhiều. Con số trục cơ sở 2950mm thì gần tương tự với chiếc Toyota Grand Highlander hay Lexus TX được ra mắt ở thị trường Bắc Mỹ. Ngoài ra, Toyota Century SUV cũng chia sẻ chung nền tảng TNGA-K với hai chiếc xe kể trên và có nhiều thông số khác gợi nhớ cho người ta thấy dường như đây là một phiên bản siêu sang của chiếc Lexus TX. Toyota Century SUV sẽ được gọi là một chiếc chauffeur-driven vehicle, tức là một chiếc xe được lái bởi tài xế, và bởi vậy thì mọi sự ưu ái dành cho hàng ghế phía sau. Chúng ta sẽ nhìn thấy sự đặc biệt được thể hiện bằng cánh cửa phía sau mở rộng tới 75 độ. Thậm chí bạn có thể lựa chọn option cửa trượt ở trên chiếc SUV này. Đồng thời thì bệ bước chân cũng sẽ là loại mở điện. Sở hữu một chiều dài có thể coi là khổng lồ so với thế giới xe phổ thông hiện nay thì chiếc xe này thể hiện rất rõ mức độ siêu sang của nó với cấu hình chỉ 4 ghế ngồi. Đặc biệt là chúng ta sẽ có một option là phẳng hàng ghế phía sau khiến cho chủ nhân của nó có thể nằm thẳng như ở trên giường. Đây là tính năng mà Toyota tuyên bố là lần đầu tiên xuất hiện trên một chiếc xe thương mại. Và những luận điệu từ chối công nghệ kiểu như người đi xe này thì người ta quan tâm gì mấy cái màn hình cảm ứng sẽ không còn đúng nữa khi nhắc tới chiếc Century SUV. Mẫu xe có rất nhiều thứ để kể lể, ví dụ như hai màn hình 11,6 inch phía sau, tủ lạnh ở giữa hai ghế, khu vực điều khiển ghế bằng điện là loại cảm ứng, đèn ambient light hay cửa sổ trời toàn cảnh. Động cơ 3.5 V6 plug-in hybrid cũng là loại mượn từ chiếc Lexus TX 550H Plus qua, sản sinh ra 406 mã lực và đi được thuần điện trong 69 km. Một sự thật cũng khá thú vị và kỳ quặc là chiếc SUV khổng lồ này lại sử dụng CVT chứ không phải hộp số quá cấp. Với hệ động lực plug-in hybrid, mẫu xe này có mức tiêu hao khá ấn tượng là con số 7 lít cho 100 km. Ngoài ra thì các bạn có thể sạc đầy khối pin này với nguồn điện tại nhà trong 3,5 giờ. Với chiếc Century SUV thì Toyota còn tạo ra sự khan hiếm đặc biệt hơn khi giới hạn con số sản xuất dự kiến ở ngưỡng 30 chiếc mỗi tháng. Và Toyota cũng rất biết cách nâng tầm sản phẩm của mình khi bán những chiếc Century SUV ở những đại lý được chỉ định với những đại diện bán hàng riêng rẽ phục vụ cho từng khách hàng riêng biệt. Tất nhiên là toàn bộ những thông tin mà chúng tôi cung cấp ở video này hoàn toàn để anh em xem cho vui, vì thực tế mà nói là cơ hội xuất hiện của một chiếc như Century SUV ở Việt Nam là cực kỳ thấp. Nhìn tới giá bán khoảng 25 triệu yên của mẫu xe này, chúng ta có thể dễ dàng tưởng tượng ra chiếc Lexus LX nhân 2, và đó sẽ là một con số vô cùng khổng lồ mà dường như người ta khó có thể chi ra cho một chiếc xe Nhật lăn bánh tại Việt Nam. Cảm ơn anh em đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi trong video Spotlight khám phá chiếc Toyota Century SUV. Và đừng quên chia sẻ nếu cảm thấy video thú vị, đồng thời thì cũng hãy nhớ xem video về chiếc Honda City vừa mới được chúng tôi đăng tải, đang được rất nhiều anh em đồng ghi chú ý.